Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012, khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết sức khỏe của chị Võ Mai Thi bị chồng tạt cả nồi nước sôi lên mình tạm thời qua cơn nguy hiểm tính mạng và sức khỏe đang bình phục trở lại. Trước đó vào trưa ngày 13 tháng 10, tại nhà bà Trần Thị Thu Vân là mẹ của chị Thi ở ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu, Đặng Thành Lập, 28 tuổi, chồng chị Thi trong khi cự cãi với vợ đã tạt cả nồi nước sôi lên người vợ làm chị Thi bỏng nặng toàn thân. Sôi á, đang nằm tay thì để gác lên chén. Nó hất một cái nó chạy đi. Ở trước đó hành hạ là quýnh đập. Quýnh đập thì nhiều. Không lo được nhiều gì chứ mà quýnh thì thấy thì nhiều rồi. Tại sao anh đánh đập chị? Cũng như á là anh không có đi làm gì trơn á, em thì đi làm. Đi làm rồi em thì hỏi nợ nuôi nó mới nổi chứ không nuôi nó không nổi gì nữa. Thì nợ nó đòi thì nó không có khả năng trả, là bên em không có khả năng trả, làm gì cho quýnh em. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa chị Thi vào bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long cấp cứu. Do nhiều vết bỏng khá nặng, đến trưa 14 tháng 10, chị Thi được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để tiếp tục điều trị. Qua chẩn đoán, chị Thi bị bỏng cấp độ 1, có nhiều vết bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực, lưng và hai cánh tay, tạm thời không nguy kịch đến tính mạng. Anh Võ Minh Dương là anh ruột của chị Thi cho biết vợ chồng chị Thi cưới nhau được 6 năm, có chung đứa con gái 5 tuổi. Do cuộc sống ở quê khó khăn, gần đây Lập và Thi có lên khu công nghiệp Bình Dương để làm thuê, nhưng đi làm chưa được 1 tháng lại về. Người nhà chị Thi cho biết vợ chồng Lập không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống kinh tế gia đình nghèo, sống không hòa thuận, Lập thường hay đánh đập, bạo hành vợ. Theo công an thị trấn Phước Long, sau khi sự việc xảy ra, công an đã lập biên bản hiện trường, lấy lời khai gia đình, đồng thời chờ giám định tỷ lệ thương tật của chị Thi để có hướng xử lý đối với Lập.